Mới đây, các trang mạng chống nhà nước hồ hởi phát đi thông tin, tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Thái Lan không dẫn độ Ewing Brock về Việt Nam với lý do không bàn giao một nhà hoạt động vì nhân quyền người thượng và ED cho chính quyền Việt Nam, nơi ông sẽ có nguy cơ bị tra tấn nghiêm trọng. Vậy, tổ chức ân xá quốc tế là tổ chức gì mà được trọng vọng đến vậy? Ewing Brock là ai mà được giới chống cộng lưu luyến đến vậy? Thứ nhất, tổ chức ân xá quốc tế là một tổ chức được thành lập ở London, Anh, dưới vỏ bọc bảo vệ nhân quyền. Kể từ khi thành lập, tổ chức này đã không che giấu tham vọng trở thành người phán xử khi liên tục đưa ra các cáo buộc và nhận xét mang tính một chiều, thiếu khách quan về tình hình chính trị xã hội của các nước. Tổ chức này có truyền thông thông ngôn của các tổ chức cá nhân phản động lưu vong. Với Việt Nam, đặc biệt sau vụ gây rối ở Tây Nguyên năm 2005 và nhất là vụ khủng bố, ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk mới đây, tổ chức này ngày càng thường xuyên đưa ra nhiều đánh giá phiến diện, bóp méo sự thật, có tính chất kích động, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, khi Việt Nam nằm trong danh sách những nước có tỷ lệ người mắc COVID-19 và tử vong cao. Đất nước đã nhanh chóng thực hiện những biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, đồng thời tiêm vaccine toàn dân. Chìa khóa thành công của Việt Nam chính là kêu gọi lòng yêu nước của nhân dân để đối phó với COVID-19. Đó là nhận xét chung của các cơ quan thông tấn uy tín hàng đầu thế giới, ngay cả Reuters, Telegraph, Global News cũng đã dành nhiều bài viết ca ngợi thành quả chống dịch của Việt Nam. Thế nhưng, tổ chức ân xá quốc tế khi đó lại đưa ra cái gọi là thông cáo kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền khi dùng quân đội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Emily Nagin, phó giám đốc nghiên cứu khu vực của tổ chức ân xá quốc tế còn giả vờ lo ngại vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Các biện pháp giãn cách được quân đội giúp thực thi đang cản trở nhiều người bị tổn thương, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, không tiếp cận được nguồn lương thực để sinh tồn trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Tuy nhiên, họ hoàn toàn phớt lờ đi khối lượng khổng lồ các công việc để duy trì an ninh cũng như an sinh cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh khi đó. Và càng cố tình muốn lấp liếm hoàn cảnh dịch phức tạp, nhưng người Việt vẫn được nhận cứu trợ của chính phủ cũng như nhiều tổ chức thiện nguyện khác. Không dừng lại ở đó, tổ chức ân xá quốc tế còn cho rằng lực lượng công an đã tiến hành phạt và bắt giữ những người lên tiếng trên mạng xã hội chỉ trích các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan chức năng cũng như xử lý hình sự là không thỏa đáng. Họ cáo buộc vô lý bất chấp những nỗ lực cứu giúp, hỗ trợ người dân của chính phủ Việt Nam. Gần đây nhất, tổ chức ân xá quốc tế đã thông qua báo cáo về tình hình án tử hình trên toàn thế giới năm 2021, trong đó xếp Việt Nam vào nhóm nước có tỷ lệ thi hành án tử hình cao nhất. Qua báo cáo, tổ chức ân xá quốc tế tự đưa ra kết luận Việt Nam đã đi ngược lại các tuyên bố chung của Ủy ban Nhân quyền Quốc tế cũng như Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc bãi bỏ hình phạt tử hình. Tổ chức này cũng không quên kết tội Việt Nam vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị như đã làm liên tục nhiều năm nay. Về luật pháp, có một thực tế không thể phủ nhận là từ năm 1985 đến nay, Bộ Luật Hình sự ở Việt Nam đã trải qua 4 lần bổ sung và sửa đổi. Trong đó, số lượng tội danh bị áp dụng tử hình đã giảm đi rất nhiều. Cụ thể, như Bộ Luật Hình sự năm 1985, hình phạt tử hình được áp dụng ở 44 trên 218 tội, 20,18%. Đến Bộ Luật Hình sự năm 1999, tỷ lệ giảm còn 29 trên 263, 11,02%. Sau đó, hình phạt tử hình tiếp tục còn 22 trên 272 tội, 8%. Trong lần sửa đổi năm 2009 và gần đây nhất trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, hình phạt tử hình chỉ còn áp dụng với 18 trên 314, tức 5,7% các tội danh. Cùng với đó, pháp luật Việt Nam còn quy định rõ việc không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 15 tuổi trở lên. Tất cả những sự thay đổi và điều chỉnh này đều được tiến hành trên tinh thần cầu thị, tuân thủ các điều ước và công ước quốc tế về quyền trẻ em và nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết. Sự thật trái ngược hoàn toàn với những cáo buộc mà tổ chức ân xá quốc tế đưa ra. Không những thế, tổ chức này còn bất chấp đánh cháo khái niệm người vi phạm pháp luật với các nhà hoạt động dân chủ, tội phạm với tù nhân lương tâm. Danh xưng không có trong bất cứ bộ luật nào. Những kẻ điều hành tổ chức đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép, tạo áp lực, đưa ra những yêu sách phi lý đòi Việt Nam trao trả tự do cho một số đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam như Hà Văn Nam, Hoàng Đức Bình, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh. Đến đây, có lẽ người Việt đã phần nào nhận diện được bộ mặt thật của tổ chức ân xá quốc tế và thực hư của cái gọi là báo cáo nhân quyền. Lời kêu gọi này nọ mà tổ chức này đã trình làng trước cộng đồng quốc tế thời gian qua.
âm mưu của tổ chức ân xá quốc tế không chỉ là gây cản trở, hướng lái quá trình xử lý các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, mà là can thiệp vào các công việc nội bộ của Việt Nam, thông qua hoạt động can thiệp để hậu thuẫn, kích động các đối tượng chống đối, tạo dựng nhân tố chính trị đối lập trong nội bộ, tiến tới việc gây bất ổn chính trị Việt Nam, thông qua hoạt động can thiệp để đạt được lợi ích trong quan hệ đối ngoại, đồng thời qua đó từng bước tác động vào thể chế chính sách pháp luật của Việt Nam. Thứ ba, Y Quỳnh Brock, một kẻ tội đồ của buôn làng Tây Nguyên đang bị truy nã đặc biệt. Với tư cách là kẻ cầm đầu nhóm phun rô lưu vong có tên Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, MSFG, cổ suý chỉ đạo vụ khủng bố ở Đắk Lắk, Y Quỳnh Brock, sinh năm 1992, quê quán tại huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, là một trong những đối tượng thành lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, MSFG. Kể từ khi xuất cảnh trái phép sang Thái Lan vào năm 2019, đối tượng này nhận sự chỉ đạo của Imut Mlo, trở thành tay chân đắc lực trong tổ chức phản động người Việt và phun rô lưu vong tại Hoa Kỳ. Ngoài việc lừa phỉnh, lôi kéo người đồng bào ở các tỉnh Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia, Thái Lan để có cuộc sống sung sướng, hắn còn tự xưng mình là một nhà nhân quyền ôn hòa, đại diện cho các đồng bào tại chỗ ở Tây Nguyên nói lên tiếng nói bức xúc chính quyền nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc tôn giáo, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, âm mưu lập nhà nước đề ga. Theo kết quả lời khai của các đối tượng tham gia vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 cho thấy, Y Quỳnh Brock từ đầu năm 2023, ngoài việc thường xuyên chỉ đạo đối tượng cầm đầu trong nước là Hồ Anh Eban, giáo diết tuyển mộ lực lượng vào nhóm lính đề ga ở địa bàn Đắk Lắk. Ngoài ra, từ Hoa Kỳ, Imut Mlo và một số cốt cán của các hội nhóm phản động lưu vong đã chỉ đạo Y Quỳnh Brock với vai trò là đại diện của MSFG ở Thái Lan tham gia kế hoạch hỗ trợ về tiền bạc, mua vũ khí, khích lệ tinh thần cho số đối tượng trong nước thực hiện kế hoạch. Qua thu thập thông tin từ điện thoại của các đối tượng bị bắt, Y Quỳnh Brock đã nhiều lần trực tiếp liên lạc hứa hẹn hỗ trợ về tiền bạc, chỉ đạo tập hợp lực lượng, phương án hành động cho các đối tượng trong nước. Trong đó, thường xuyên nhất là Hồ Anh Eban, Y Krong Phúc qua ứng dụng Messenger. Nói đúng bản chất, Y Quỳnh Brock là người chỉ đạo cho các đối tượng trong nước thực hiện các hành vi bắn giết người man dợ, vô nhân tính, gây hậu quả nghiêm trọng, 9 người chết, 2 người bị thương. Y Quỳnh Brock có vai trò chính trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk. Vậy nên khẳng định rõ ràng rằng Y Quỳnh Brock không bị vu khống vô căn cứ, hắn phải chịu hình phạt một cách xác đáng, đúng người, đúng tội, để không một kẻ phản động nào còn suy nghĩ mưu đồ chống phá, kích động, thực hiện các hành vi khủng bố, gây mất an ninh trật tự, bình yên trên mảnh đất Tây Nguyên này. Những lu loa kêu khóc cho Y Quỳnh Brock của cái gọi là tổ chức ân xá quốc tế được cái loa rè VOA phát đi hoàn toàn lạc lõng, vô giá trị.